Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Một người chồng trang trí căn phòng mới của ông và quyết định biến nó thành một nơi trưng bày các phần thưởng. Những thành tích mà ông và hai người con trai chiếm được trong các cuộc tranh tài thể thao. Khi đã trang trí đầy ắp 2 bức tường trong phòng, ông hỏi bà vợ: "Bà không có gì để trưng bày sao?" Ngày hôm sau, người vợ sao lại giấy khai sinh của 2 đứa con, cho đóng khung thật đẹp và treo lên bức tường trang trí của người chồng. Làm mẹ là ơn gọi và thiên chức đặc biệt Chúa ban cho Eva và mọi phụ nữ khi dựng nên loài người. Nhờ đó, họ được cộng tác vào công trình sáng tạo qua việc cưu mang và thông ban sự sống. Mỗi người con là một phúc lành của Thiên Chúa, là niềm tự hào và hạnh phúc của người mẹ. Bởi nguyên tội mà phúc lành ấy phải kèm theo nhiều đau đớn, cực nhọc, đặc biệt nơi Đức Maria, người được Chúa chọn làm Eva mới, với ơn gọi là thiên chức đặc biệt của mẹ, là cưu mang đấng thông ban sự sống siêu nhiên. Ngay từ thuở ban đầu, cuộc cưu mang nhiệm lạ đó đã nằm trong lời hứa về đấng cứu thế: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó." Ngoài Chúa ra, ai là người có thể đánh được dập đầu con rắn? Nói cách khác, tình yêu Chúa đã ngỏ ý về một cuộc kết hợp kỳ diệu sinh ơn cứu độ. Đấng cứu thế thuộc dòng giống nhân loại, nhưng cũng mang bản tính Thiên Chúa. Ơn cứu độ được bắt đầu bằng sự thụ thai của đấng cứu thế. Làm mẹ Thiên Chúa là một ơn phúc được dành riêng cho Đức Maria, nhưng tự bản chất, ơn phúc đó hướng đến ơn cứu độ của cả nhân loại. Khi sinh ra Đức Kitô, Đức Maria cũng sinh ra một nhân loại mới sống trong ân sủng, được thông phần bản tính Thiên Chúa, nên đồng hình đồng dạng với người. Vì hướng đến ơn cứu độ của cả nhân loại, nên ơn làm mẹ Thiên Chúa cũng đòi mẹ phải chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô. Như ông Simeon đã tin báo, đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Vâng, trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, khi các tông đồ chạy trốn, mẹ đứng trước thập giá, kính cẩn nhìn ngắm các vết thương của con mình, không chỉ đón đợi cái chết của người con, mà còn đón đợi ơn cứu độ cho thế giới. Lễ mẹ Thiên Chúa kết thúc tuần Bát Nhật Giáng sinh, làm tỏa sáng vẻ đẹp kỳ diệu của công trình kỳ diệu giữa tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và lời thư xin vâng của Đức Mẹ đại diện cho nhân loại.
Lời thưa xin vâng đó là tiếng nói của tình yêu mẹ dâng lên Thiên Chúa. Tình yêu đó làm cho mẹ trở nên mẹ ngôi lời nhập thể. Và khi liên kết mẹ với hiến tế của Đức Kitô, tình yêu đó cũng làm cho mẹ trở nên mẹ của nhân loại. Sự sống mới nơi nhân loại là hoa trái bởi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và lời thưa xin vâng của Đức Mẹ. Carol Wojtyla, 7 tuổi, đứng khóc nức nở bên giường mẹ đang hấp hối. Người mẹ nắm tay con ôn tồn nói, con đừng khóc, mẹ chỉ là vú nuôi con. Khi Chúa rước vú này về với Chúa, thì người mẹ thật của con là Đức Maria xuất hiện, sẽ đích thân chăm sóc con. Cậu bé đó chính là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, với khẩu hiệu giáo hoàng là tất cả thuộc về mẹ. Và cùng với người mẹ của Đức Kitô và của mọi người, Ngài đã canh tân cả hội thánh. Dưới chân thập giá, Đức Mẹ đã trở nên mẹ của tôi và luôn kiên trì đón đợi tôi như một người con. Tại sao tôi vẫn chưa chạy đến trao cả cuộc sống mình cho Đức Mẹ? Một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến trầm lắng, Maria Trinh Vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ơn tràn đầy. Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu, xin mẹ chở che lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống. Không có mẹ ủi an, như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình. Một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria Trinh